Vâng, xin chào tất cả các bác. Đúng là xe sang sập giá thì đúng là cơ hội vàng rồi. Bây giờ thì bảo dưỡng bảo trì chính hãng thì quá đơn giản rồi, nên bây giờ là cơ hội chúng ta đi một chiếc xe sang. Vậy thì một chiếc Mercedes C200 2018 mà chúng ta phải móc hầu bao ra đâu đó từ tỷ 6 tỷ 7 các bác ạ. Năm 2018 và xe còn như mới luôn. Và chạy có hơn 5 vạn thôi. Và bây giờ giá thì như một chiếc Altis thì các bác cảm nhận như nào? Nếu mà chúng ta mua một chiếc Altis thì đúng ra là không tuổi gì so với một chiếc Mercedes được, đúng không ạ? Đó là những cái giá trị của đẳng cấp. Nếu chúng ta muốn có một cái chất đức thực sự, chất xe đẳng cấp thì có lẽ là Mercedes sẽ làm cho các bác hài lòng. Đó là ước mơ của rất nhiều người rồi, không riêng gì ai cả, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chiếc xe này cũng có giá quá tốt các bác nhé. Xe mà tất cả chúng tôi cam kết cho các bác, không đâm xô, không thủy kích nhập nước, máy số nguyên zin nguyên bản, tìm ra một lỗi nhỏ là tặng xe thôi, cũng rất là nhanh thôi. Cái xe này vừa về vừa cập bến, xe đam mê các bác ạ. Đấy, lên hình luôn, quay cho các bác. Đấy, xe thì chúng tôi luôn luôn là có văn bản cam kết cho các bác nhé, lỗi tặng xe, được chưa ạ? Đấy, C200 2018 rẻ một cách không tưởng. Đấy, không tưởng luôn các bác ạ. Đến thời điểm bây giờ các bác bỏ ra chưa đến 800 các bác đã sở hữu được nó rồi. Vậy thì giá này, thay vì chúng ta mua một chiếc Altis thì chúng ta có thể mua được chiếc Mercedes C200 2018, quá mới và quá đẹp luôn ạ. Đây, các bác có thể ngắm nhìn tất cả những vật liệu của nó với những chiếc xe Đức, gọi là cỗ xe tăng Đức, thì các bác thấy là cái độ bền bỉ, độ lành tính và đặc biệt là cái đẳng cấp khi vận hành, cầm lái thì nó quá sướng. Nhưng cái điều đặc biệt nữa là khi xảy va chạm thì cái độ an toàn của xe Mercedes thì nó là số 2, thì không ai là số 1 hết. Điều đó được khẳng định, cái thương hiệu của Mercedes nó được gắn liền trên toàn cầu rồi. Đấy, ngoài cái sang xịn, đấy, đẳng cấp, cách âm trông ổn tốt, vận hành sướng, tiết kiệm nhiên liệu, thì nó mang cho chúng ta một cái giá trị an toàn và đặc biệt là một cái giá trị tâm linh, đó là chủ nhân đi Mercedes luôn luôn rất là may mắn. Thì các bác có thể chiêm ngưỡng vào phanh một chút nào. Đấy, để chiêm ngưỡng thêm cả cái đèn phanh nhé. Đấy, thêm cả cái đèn phanh để các bác thấy là khi đi buổi tối thì nó sẽ lung linh như thế nào. Thì đây, đây là minh chứng này. Cái đèn bo rất là đẹp, đúng không ạ? Cái dòng C này thì tôi thích những cái đường bo của nó, cái đường nét bo của nó từ đèn phanh trên cao. Đây là giữa trời nắng đấy. Nếu mà ban ngày thì sao ạ? Thì tôi tin rằng nếu mà buổi tối đi thì nó quá lung linh, những người chạy sau cũng chỉ muốn ngắm nhìn. Nhưng tôi thích ở cái Mercedes là những cái đường bo góc. Đấy, cái ngôn ngữ thiết kế của nó khác Mercedes là vuông vức. Thì chiếc Mercedes đã dành cho chúng ta một cái sự trẻ trung hơn, trẻ trung hơn các bác ạ. Và đặc biệt là bộ la răng này, đấy, như một bông hoa. Nhưng đặc biệt nó là một cái hợp kim đúc liền khối. Đây ạ. Đó. Và đây, nguyên zin nguyên bản hết các bác này. Khe khít đều tăm tắp nhá. Này, vỏ hợp kim này, từ cái chân kính các bác thấy nó khác biệt không? Khác biệt hoàn toàn. Đấy, được chưa? Và ghế của nó thì cũng là da xịn sò chứ không phải là da bình thường. Đấy, nên nó không gây ra cái mùi khó chịu. Cái mùi thơm đặc trưng của Mercedes nó rất sướng. Đây, 2018 các bác nhìn cho em cái ghế nó căng gần như không một vết nhăn. Thì các bác có thể cảm nhận ngay được chất xe và ghế zin thì chất xe nó như thế nào rồi. Cái này thì đỡ đùi, các bác có thể nới ra một đường nữa. Đấy, để đỡ đùi nhá. Và các bác có thể thu nó lại được. Đấy. Đó là những cái đặc trưng của Mercedes rất là hay. Đấy, và ngay bản thân tôi thì tôi cũng đánh giá cao mẹ cái âm thanh loa boom này cực kỳ hay. Chi tiết vân gỗ 2018 thì nó được lên cái vân gỗ này nhá. Đó. Và ghế toàn bộ chỉnh điện ở đây nó rất là hay, cái điểm cộng. Thay vì nó để ở đây nó rất vướng các bác ạ, khi đóng cửa vào đeo đồng hồ rất vướng. Và từ cái phím của nó, đây vật liệu. Đấy. Nó là số 1 đây. Các bác nhìn này, nó không bao giờ xuống cấp nhá. Nó không bao giờ xuống cấp luôn. Thì đó là những cái giá trị vật liệu, đúng không ạ? À, vàng khác, kim cương khác bác ạ. Các bác ạ, đây này, âm thanh của nó thì hoàn hảo luôn. Các bác nào tín đồ âm thanh, những đặc trưng là người ta nói là nội thất của Mercedes thì nó là số 1 rồi. Cái đấy là không phải bàn cãi. Các bác nhìn cái bản trung tâm của nó, cái in ngựa của nó, nó thiết kế rất đẹp mắt, tỉ mỉ và cao cấp. Đây, từ những đường viền chrome nhá. Đây là gỗ xịn nhá. Đây là rèm sau này, thì ở đây có chất bét cảm ứng lực này. Các bác có thể di đây này, di tay vào đây thôi. Đấy, di tay vào đây các bác có thể di chuyển được trên màn hình này. Cài đặt nhá. Hay chưa? Đấy. Từ cửa gió điều hòa đặc trưng của Mercedes. Đấy, nhìn vào Mercedes đây. Từ cái đèn lộ thông minh. Đấy.
toàn vật liệu cao cấp thôi. Đây là đầu đĩa nhá, anh em thanh nhá, cam nùi, nhựa mềm này, tăng cường độ cách âm cho ngòm nó rất sướng ở trong này nè. Đây. Đây, xe vừa về các bác ạ. Giấy tờ mua bán này. Đấy. Rất xịn sò luôn. Đấy. Phải nói một từ là rất xịn sò luôn từ cái cụm đèn ở trên lắp này. Đấy, về độ mới con xe các bác nhìn cái độ tươi của nó. Đấy, mới không khác cái trong hãng cả, đèn Việt Upline có hết nhá, các bác nhìn đèn Việt Upline này. Đấy, nó đổi màu nhá. À, đổi màu nhá. Đấy, nó đổi màu liên tục nhá, đi buổi tối rất là đẹp. Đấy. Thì đó là những cái giá trị của mẹ. Mà cái dòng xe khác không có được các bạn ạ. Đóng cái cửa nghe nó sướng. Và cái ghế sau nhìn này, phẳng căng luôn. Cái này phải nói là chủ xe quá dữ. À, các bác nào kinh nghiệm cần nhìn cái ghế thôi. Bình thường đi nhiều ngồi nhiều ghế nó nhào. Đấy, cái rèm sau này, rèm sau rèm điện nhá. Và bên cạnh kia là rèm cơm thì các bác lại kéo tay thôi. Đấy, cái tư thế cái ngồi độ ngả độ nghiêng và mọi thứ nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất dễ chịu và ngồi nó không mệt khi đi những cung đường dài. Đấy, cửa gió đặc trưng của mẹ cũng quá đẹp đằng sau này. Đấy, tứ tự đầu này, ghế sau nhìn lên nó không khó chịu các bác ạ. Đấy, nhìn nó củ chuối thì nhìn nó xấu xí, nó khó chịu lắm. Đây này, này, loa này. Đấy, tất cả chi tiết nguyên zin nguyên bản này quá đẹp luôn. Đèn Việt Upline đi buổi tối rất xịn luôn. Đây này, các bác nhìn này, giòn này, hai lớp luôn. Đấy, kính dày, tăng cường cái độ cách âm cho ngồn nhé. Đóng cái cửa mẹt nghe, đấy, nó khác ngay. Đấy, nó khác ngay các bác ạ. Và đây, từ những thanh mạ chrome của nó, đúng là vật liệu cao cấp, sáng bóng như mới thôi. À, cần lau qua thì là sáng như mới thôi. Nó không bao giờ xuống cấp. Thì đó là những cái đặc trưng của những cái đèn của nó đỏ, nó màu sắc, nó tươi. Đấy, các bác nhìn đường bò. Đấy, led căng luôn. Cốp này. Đấy, cốp thì cũng khá là rộng. Đấy, dòng C thì cũng không quá rộng, nhưng mà theo tôi là đủ dùng. Và những cái vật liệu lỉ trong này, nó cũng xịn. Nó cũng rất xịn. Đây. Cái này chưa bao giờ dùng, còn như mới. Có đèn nhá. Đấy, và tất cả sách giáo khoa của các bác nhé, đầy đủ nhé. Đấy, đây này, có mẹt nhé. Sách hướng dẫn này, sử dụng này. Tất cả không thiếu một cái gì đầy đủ này. Từ cái túi lưới này, chưa bao giờ dùng này. Nguyên tem này. Đấy, nói với độ mới của mẹt. Đấy, thì nó rất đầy đủ cho các bác. Đấy, được chưa? Đóng cái cốp nghe nó sướng, nó ngọt các bác ạ. Và các bác có thể nhìn những cái đường vút cong của nó. Nó rất là thể thao. Đấy, đúng ạ, rất thể thao. Đấy, rất là cá tính và trẻ trung. Thì các bác lại nhìn cho em một lần nữa đi. Đấy, la răng quá phê luôn. Đấy, và chúng ta lại xem thêm ở cái bên này nhé, chi tiết một tí nhé. Đấy, bên em thì cái mái đằng sau thì nó mới sập. Đấy, lên là cầu, bây giờ này không lên cầu thì bình thường em hay quay gầm cho các bác. Đấy, xem này. Đấy, thì bây giờ nó đang sửa chữa lại các bác ạ. Đây, độ mới này. Đấy, thì cái gầm em sẽ cố gắng quay riêng cho các bác. Nếu các bác nào quan tâm em gửi riêng cho nhé. Đấy, bao phê, bao sướng, bao đẹp luôn. Xe của chúng tôi thì đã kiểm tra rất kỹ và chặt chẽ rồi trước khi đầu vào rồi các bác ạ, nên các bác yên tâm nhé. Đó, được chưa? Đấy, đóng cái cửa nghe nó phê. Đấy, đúng là mẹ. Từ trần kính nhìn nó khác đúng không ạ? Đúng là tiền nào của ấy, gần 2 tỷ, nó có giá của gần 2 tỷ. Nhưng đặc biệt là những chiếc xe sang thì khi bán đi nó khấu hao khá là lớn ở những năm đầu, lên những năm sau bây giờ các bác sở hữu giá trị, rất giá trị. Nào, phím này, mà chỉ có trên xe mẹ thôi, các dòng xe khác nó có chảy hết da rồi, da các thứ. Đây các bác nhìn này, ghế này. Đấy, ghế lái mà còn không, gần như không nhăn luôn, nó đẹp như thế. Đấy, đẹp như thế. Đấy, chế độ sport này, comfort này. Đấy, eco này. Đấy, đây là rất nhiều chế độ vận hành sport cộng nhé, 5 chế độ vận hành cơ mà. Đây các bác này, được chưa? Quá ok luôn. Ai shop dừng đỗ 3 giây tự động gặn mắt máy này. Đấy, cảm biến này. Đấy, rất ok. Hơn 5 vạn km cơ các bạn. Quá mới luôn nhá. À, các bạn nhìn này, con xe hơn 5 vạn thì nó đẹp như này đây. Đấy, nó mới như này đây. Đấy, các bạn có thể thấy nhá. Quá mới, mặt đồng hồ phân giải thì rất cao. Đấy, gãy số vô lăng này. Đấy. Ga tự động cruise control này, đèn là auto này. Phím đèn cũng xịn sò này, cửa gió này. Đấy, số là số điện ở đây nhé. Đấy, chứ không có củ số đâu. Không củ số đâu các bác ạ. Đấy, thì nó tuyệt vời là tuyệt vời như vậy đấy. Và nhìn cái bản lề của mẹ khủng khiếp luôn, đúc liền khối, rất cứng luôn. Đấy, thì đó là những cái giá trị các bác này. Đấy, nhìn nóc xe này. Và mọi vấn đề này, đúng là mẹ không chê vào đâu được các bác ạ. Và cầm lái chiếc xe mẹ thì nó quá sướng rồi. Ngoài cái đẳng cấp thì tuyệt vời rồi.
Ông cầm gì chả có tuổi chứ đói, đừng nói Atit, nhưng giá bây giờ như chiếc Atit thôi. Các bác nhìn đèn này, trong vắt như pha lê này, xi nhan rải đèn LED bị ban ngày đèn bi này, trong vắt luôn. Đấy, trong vắt luôn. Đây nhá, những cái đầu răng của nó cũng là hợp kim nhá. Zin hết các bác nhá. Zin hết nhá. Đấy, từng con ốc này. Đấy, răng này. Đây từng con ốc đầu này. Nguyên vẹn sơn hết này, đầu răng này. Đấy, đây đèn bên này nữa này, soi cho các bác kỹ một tí này. Đấy. Vừa về các bác ạ. Quay luôn. Bao zin nhá. Zin 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 từ A đến Á cho các bác luôn. Đấy, check tiết thoải mái. Tìm ra lỗi tặng xe không cần phải nói nhiều. Đấy, các bác nhìn là máy mới bong luôn. Được chưa? 2.0. Rất tiết kiệm nhiên liệu. Con này các bác chạy đường trường lành quanh nó chỉ 6 lít rưỡi thôi. 6 lít rưỡi thôi. Đây từ con ốc trong sông này. Đấy. Ngoài này thì nó khá là ồn. Quay ngoài đường 5 các bác thì nó khá là ồn. Thì các bác chịu khó nghe giúp em nhé. Đấy. Vậy thì đây là một chiếc Mercedes 2018 động cơ 2.0. Đây ạ. Phê chưa? Mặt ga răng sao rơi cũng rất là đẹp luôn. Thế hệ mới rồi. Quá đẹp, đúng không ạ? Vậy thì các bác nào quan tâm ở một cái giá chưa đến 800 thì có thể đến trực tiếp Xe Và Đam Mê, có địa chỉ đường An Định, thành phố Hải Dương, hoặc nhấc máy gọi ngay cho cô Yo 0969 28999 các bác nhá. Thank you tất cả các bác. Đấy. Phê luôn. Phê luôn các bác này. Đẹp chưa ạ? Vâng. Bên em thì còn rất nhiều xe để phục vụ các bác. Nếu các bác có nhu cầu thì alo trực tiếp. Cảm ơn các bác rất nhiều.